Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tin tức vui xe buýt ngày 27 tháng 2, 2023. Phim của Đặng Siêu lộ rất nhiều tiền. Triệu Lệ Dĩnh muốn mở một công ty truyền thông. Tin tức vui xe buýt ngày hôm nay liên quan đến dàn sao Hoa Ngữ đình đám, khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Hiện Na Trác không nhận nhiều lời mời đóng phim, nhưng cô ấy vẫn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo bởi vì nhan sắc và khí chất của cô rất được lòng các thương hiệu. Ninh An Như Mộng muốn chiếu phải đối mặt với các đất diễn của nam phụ, dù sao bộ này đình chiếu vào quý 2 nên vẫn có thời gian điều chỉnh lại. Trạch Tiêu Văn vẫn muốn tiếp tục với kịch bản khó dỗ dành, bộ này có rất nhiều người đang tranh, hiện chưa định vai nào hết. Cung Tuấn đóng chính bộ Chú Voi Biết Bay, đạo diễn đổi thành Lục Xuyên, tháng 3 năm nay sẽ khai máy. Phim Bóng Bàn Trung Quốc của Đặng Siêu lộ rất nhiều tiền, nhưng anh ấy vẫn cố gắng quảng bá khắp nơi. Trước đây, ông xã Tôn Lệ đã làm rất nhiều phim dở mà doanh thu phòng vé rất tốt, nhưng lần này lại thất bại. Công Tố Viên Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vĩ đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 3 năm 2023 trên đài Chiết Giang, Giang Tô và Tenken. Nam chính của bộ phim Bắc Thượng đã được định là Âu Hào. Bộ này trước đó có liên hệ với Dương Dương. Nếu cậu ấy nhận thì nam diễn viên chắc chắn sẽ nhận nhất phiên. Bạch Kính Đình và Tống Dật vẫn đang yêu nhau cuồng nhiệt. Hiện tại cả hai đã sống chung. Con đường hiện tại của đoàn đội Lưu Hạo Tồn đã mất ổn định. Trước đây đều là đóng điện ảnh, giờ nhắm đến thị trường phim truyền hình. Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn mở một công ty truyền thông để nâng đỡ người mới. Nhưng nhìn tấm ảnh của Dương Mịch như ngày hôm nay khiến cô ấy trở nên thận trọng với dự định này. Dương Mịch rời Gia Hành nhưng cô vẫn giữ lại cổ phần trong công ty. Do đó Gia Hành thu được lợi nhuận thì nàng Tiểu Hoa vẫn được chi phần. Vương An Vũ đã có 4 bộ chờ chiếu, trong đó Pha Trái Có Bạn hiện chưa có dấu hiệu được chiếu. Thần Ẩn cũng được đóng máy. Bộ phim tiếp theo sau nam diễn vẫn là Cổ Trang. Hồ Tiên Hú phải nhập viện nhiều lần do giảm béo quá độ. Chữ Phượng Hành và Ninh An Như Mộng có thể sẽ ngưng quảng bá trong một đoạn thời gian vì một nam diễn viên phụ dính lùm xùm bạo hành gia đình. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.